cùng chúng con và anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Chào chúng con, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để bắt đầu buổi chia sẻ chiều nay, chúng ta cùng dâng cho Chúa giây phút quý trọng này với bài hát: dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì, hãy làm vì danh Chúa. Tí nữa chúng con xưng tội cũng vì danh Chúa, để sáng danh Chúa khi đời sống của chúng con, chúng ta tốt đẹp, danh Chúa tự nhiên sáng láng. Dù ăn dù uống, dù anh em làm điều chi khác, thì hãy làm vì danh Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Ba việc phải làm trong mùa chay. Thứ nhất là việc gì? Ai biết nhớ? Mỗi người kể đúng một phần quà ưu tiên cho lớp ấu. Thứ nhất, dạ hứa Cha là hy sinh. Hy sinh một phần thưởng dành cho bạn. Thứ nhì, dạ hứa Cha là ăn năn. Ăn năn. Thứ ba, dạ hứa Cha là làm việc tông đồ chiên châm. Dù việc tông đồ chiên châm, bởi vì nhỏ tuổi nhất mà nói đúng nhất, cho nên huynh trưởng cho hai phần quà. Đấy, có quà rồi ấy. Rồi, con lấy một phần quà. Thứ tư tiếp theo, dạ đứa Cha là ăn chay. Ăn chay, đúng rồi, ăn chay con. Rồi là thảo nào, kiếp con có cái phọt đẹp quá mà. Tiếp tục, dạ đứa Cha là cầu nguyện. Cầu nguyện, giỏi. Bấy nhiêu sự, Cha chỉ cần chúng con bấy nhiêu sự là lên thiên đàng, cả hồn lẫn xác. Chiều hôm nay nè, việc tông đồ chuyên chăm, con vừa kể một tràng pháo tay đúng đề tài chiều hôm nay. Một tràng pháo tay. Từ hồi nãy đến giờ là ôn bài cũ thôi. Bây giờ nè, việc tông đồ là những việc nào? Bây giờ dành cho các hoàng tử đi. Việc tông đồ mà bạn mình nói là tông đồ chuyên chăm đấy, theo con là những việc nào? Con thường làm việc nào? Dạ thưa Cha là giúp những người nghèo. Giúp để những người nghèo, quá giỏi. Rồi để cho các bạn sâu xa nghe con. Tiếp theo là việc gì nữa con? Dạ thưa Cha làm việc bác ái. Việc bác ái mà cụ thể đấy. Việc bác ái là việc tông đồ đấy. Nhưng mà con cụ thể hóa ra, ví dụ như bạn mình là nói người nghèo, giúp đỡ người nghèo, con làm cái gì? Giúp đỡ ba mẹ. Giúp đỡ ba mẹ, thấy gần hơn. Cũng đúng rồi, quá đúng luôn. Giúp đỡ ba mẹ, một tràng pháo tay. Cha nói đúng là chúng con vỗ tay liền nha. Kể khoảng 5 cái nữa thôi. Con, con giúp ba mẹ quét nhà, lau nhà. Quét nhà, lau nhà, chỗ ngon quá, đúng.
việc tông đồ của con là thế. Mời con đi, con có việc tông đồ nào không? Con ra đây. Mỗi băng, mỗi bàn đại diện một cử tri thôi nha. Tiếp tục. Dạ thưa cha, là giúp đỡ bạn học. Giúp đỡ bạn bè chúng con. Một phần quà vỗ tay. Mời con. Con là cử tri sáng giá lắm anh nha. Con làm việc tông đồ của con là thường con làm cái gì cho kể cho cha nghe coi. Một... Dạ thưa cha, cho con theo như được con biết được, nếu mà làm đồ làm việc tông đồ chuyên chăm là chúng ta phải sống yêu thương, chia sẻ cho những gì nhưng chúng ta có, cho những người nghèo khổ, cho những người túng thiếu hơn chúng ta, và chúng ta dâng hiến những của ăn của uống cho những người nào mà còn đang đói khát lỡ đường và còn không được ăn uống nhiều như chúng ta đây. Wow, cảm ơn con. Còn giống nhà thuyết pháp quá. Một phần quà, một phần quà. Bên nữ kể cho cha ba cái đi. Bên kia, trời ơi, các công chúa của cha, đứa nào cũng sáng láng vô cùng. Bây giờ chúng con kể cho cha ba cái thôi. Việc tông đồ của con là việc nào vậy? Dạ thưa cha, là làm theo lời Chúa. Làm theo lời Chúa dạy, tổng hợp luôn. Một phần quà. Chứ Chúa dạy thế nào làm thế ấy. Mời con. Dạ thưa cha, là nói chuyện với Chúa. Nói chuyện với Chúa là cầu nguyện đấy. Đúng rồi, mời con. Mời một cái nữa thôi, nhỏ nhất trong hội trường chúng ta. Đây là một thí sinh nhỏ nhất. Con phải tự giới thiệu. Đồ mới mua sao đẹp quá vậy. Con tên gì? Dạ thưa cha, là anh Thư. Tên Thư không? Anh Thư hay là Thủ Thư? Anh Thư. Cũng đúng rồi ha. Rồi bây giờ con làm việc tông đồ, con hay làm là việc nào vậy anh Thư? Phụ mẹ rửa bát. Phụ mẹ rửa bát. Trời ơi, giỏi quá con. Một tràng vỗ tay. Chú cha, nhà ai có đứa con mà mới nhỏ mà phụ mẹ rửa bát rồi. Sau này mở nhà hàng lớn nha con. Đấy, đấy là những công việc tông đồ theo tuổi của chúng con đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con có đôi bàn tay, chúng con có đôi chân, chúng con có tất cả những gì mà nhiều người không có. Nhưng mà chúng con, đấy là chúng con làm. Hôm nay lời Chúa nhắc cho cha, nhắc cho chúng con nè. Cái nguyên tắc này nè, đừng làm cho người khác biết. Mà Chúa Giêsu lớp nghĩa đi. Chúa Giêsu hôm nay nhắc cho chúng ta làm việc tông đồ đấy thì phải làm như thế nào. Ai biết làm như thế nào mà đúng như Chúa dạy hồi nãy nói đấy nha. Làm tay này thì tay này như thế nào đấy, nhớ chưa? Vậy cha, là giữ 10 điều răn. Giữ 10 điều răn không? Chúa bảo mà, làm việc bác ái phải theo cái nguyên tắc nào đó. Hồi nãy cha đọc tin mừng con nhớ không? Dạ thưa cha, là Chúa dạy là tay trái làm gì thì tay phải không được biết. Con dạy ngược Chúa. Làm việc tay trái làm, tay phải không được biết. Chúa thì nói rằng làm việc tay phải thì đừng cho tay trái biết. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Nhưng mà ý nào cũng được. Con nói trả lời đúng. Có nghĩa là sao? Làm việc tay này mà tay này không biết nghĩa là sao? Làm sáng tỏ vấn đề này đi. Có nghĩa là sao con? Dạ thưa cha, con nghĩa là mình làm mà đừng cứ làm phô trương rồi làm việc tấm lòng. Đừng có phô trương nhưng làm việc bằng tấm lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Một tràng pháo tay. Bây giờ nhớ nha chúng con. Vậy thì tại sao? Tại sao chúng con có một số thấy Chúa Giêsu bảo rằng đừng khua chiêng nè, khua chiêng nè, đừng đánh trống nè. Và nếu như mà Chúa Giêsu sống thời cha con mình đó, đừng có quay video nè, lên clip nè, đừng có quay lên tivi nè. Cái kiểu đấy là khua chiêng đánh trống như bao người khác làm. Chúng con đi làm từ thiện, đừng có quay video, đừng có lên tivi. Kiểu khua chiêng đánh trống là vậy. Dạ vậy ta đố chúng con đó. Bây giờ đi sâu hơn một chút nữa nè, về mặt xã hội học nè. Vậy thì
tại sao có một số đơn vị, tổ chức và cá nhân lên TV làm cái gì? Tại sao? Tại sao họ làm cái đấy? Làm vậy là không đúng ý Chúa rồi đấy. Nhưng mà tại sao họ vẫn cứ làm? Tại sao? Mình thấy cái xấu của người ta nghe con. Dạ thưa cha, là muốn khoe khoang. Muốn làm cái gì con? Dạ thưa cha, là muốn khoe khoang. Muốn khoe khoang, vỗ tay. Đúng rồi. Nhưng mà Chúa của chúng ta có muốn chúng ta khoe khoang không? Không bao giờ. Làm tay phải đừng cho tay trái biết. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Khoe khoang muốn cái gì nữa? Người ta lên tivi để làm cái gì nữa? Hỏi các nhà thương gia business trong tương lai, tại sao người ta phải lên tivi, lên mạng, quay cả một cái ekip để mục đích gì? Dạ là quảng cáo. Quảng cáo. Sao con giỏi vậy con? Quảng cáo, đánh bóng tên tuổi. Nhà kinh doanh tương lai đó, nhà kinh doanh tương lai đó, quảng cáo, đánh bóng tên tuổi. Công tôi đây nè. Vậy đấy con, cái kiểu đấy là họ đã được phúc rồi. Cha của anh em trên trời không phải trả công cho những người đó, vì họ đã biết được cái lời của người khác cho họ công ty đấy rồi. Chúng con thấy vấn đề nằm ở chỗ đó. Vậy thì chúng con thân mến, kính thưa quý ông bà, anh chị em, sâu hơn một chút nữa không? Sâu hơn một chút nữa. Cha Thánh An Phong Xô, chúng con biết Thánh An Phong Xô không? Thánh An Phong Xô là ai? Câu này ngoài nhưng mà ai trả lời đúng cũng được phần quà. Thánh An Phong Xô là ai? Biết không? Bên Nam biết không? Con biết không? Con nói thử coi. Dạ, cha là người sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Con dòng Chúa Cứu Thế rồi. Giỏi quá. Thánh An Phong Xô, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Nhờ Thánh An Phong Xô mà có cha ngày hôm nay. Ngài nói như thế này nè: khi các con làm việc đạo đức mà các con biết việc đó là đạo đức thì các con đã được thưởng rồi. Cha trên trời không cần thưởng cho các con nữa. Chúng con thấy đòi hỏi cao không? Khi các con làm việc đạo đức mà biết rằng đấy là việc đạo đức thì chúng con đã được thưởng rồi, mãn nguyện rồi, mình vui mừng rồi. Đấy là phần thưởng cha trên trời không có thưởng nữa. Thánh An Phong Xô dạy các đệ tử, trong đó có cha, trong đó có chúng con và quý ông bà anh chị em. Vậy thì nó có cái chuyện như thế này nè. Cái ngày phán xét đó, Chúa Giêsu nói với người bên phải: hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến nhận lấy phần thưởng. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta mình trần các ngươi cho mặc, ta ở tù các ngươi viếng thăm. Mấy người đấy nói làm sao chúng con nhớ không? Ai nhớ? Ai nhớ? Những người mà họ làm việc lành phúc đức mà không biết làm lành phúc đức, họ nói làm sao? Ai biết? Mời con đi. Dạ thưa cha, là cảm ơn Chúa. Không, câu chuyện này nó hơi lớn một chút, để cha nói luôn. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, mình trần mà cho mặc, ngồi tù mà viếng thăm đâu? Có, chúng con có làm mà. Khi các con làm những việc đó cho người nghèo, các con làm cho chính ta. Làm việc lành phúc đức mà không biết làm việc lành phúc đức mới gọi là phúc đức. Chúng con ạ, thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa chiều hôm nay nhắc cho chúng ta cái đòi hỏi của tin mừng là như thế. Cho nên cảm ơn chúng con đã kể ra một lô, từ quét nhà đến rửa chén, từ tất cả những cái việc thăm viếng người nghèo. Nhưng mà coi chừng mình đã làm để vui lòng ai đấy, mình đã làm để mà bắt người khác giúp đỡ mình là cũng khôi chiên nữa. Còn cha Nguyễn Thế Thuấn, ai biết cha Nguyễn Thế Thuấn? Ai biết? Biết không? Cái này mới là thanh sống mà chúng con quên đây nè. Cha Du Xê Nguyễn Thế Thuấn là ai? Con biết không? Con biết không? Con mà sau này mà con nói đúng là con làm bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế đó. Ừ,
ca là ca dân hướng Chúa Tại Nguyện Việt Nam. Ờ không phải, bạn mình nói rằng đấy là cha linh hướng của Chúa Giê-xu Thánh Thể. Không phải, cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn chúng con biết không? Con nói một cái nữa thử, may ra thì đúng thì được phần quà, không thì cha nói luôn nghe. Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn. Tôi cha là cha dân lễ à. À, không biết rồi con, cảm ơn con. Cha muốn nhắc đến cái nhân vật này cho chúng con và nhất là các quý vị phụ huynh biết. Con người này, Ngài là linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Một mình Ngài đã dịch cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Một mình Ngài thôi. 50 tuổi, Ngài đã bị ám sát trên Đà Lạt. Câu chuyện của Ngài còn dài. Nhưng mà phải biết rằng Giuse Nguyễn Thế Thuấn là một nhà Kinh Thánh, là một nhà thần học. Ngài giải thích đoạn này. Ngài giải thích cái đoạn này: khi mà ta làm muốn người khác biết ơn mình, muốn người khác đáp ơn mình, đấy cũng là cách khua chiêng đánh trống, đấy cũng là cách lên tivi truyền hình. Cho nên làm một cách rất là vô vị lợi. Nhắc cái điều này, Ngài nói rằng vậy thì chúng con phải làm gì đây? Chúng con cũng hỏi cha, vậy thì chúng con phải làm gì đây? Sau khi làm xong mọi việc, Chúa Giê-xu nói, sau khi làm xong mọi việc, quét nhà, học bài, rửa chén, giặt đồ giúp mẹ, lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Chúng con mà làm việc tính toán với cha mẹ sao? Làm sao trả được hết công ơn của cha mẹ? Bổn phận của chúng con là làm sáng danh cha mẹ, là yêu thương cha mẹ, thì việc rửa chén, quét nhà, nấu cơm, hoặc là làm tất cả công việc, đấy là bổn phận của chúng con chứ. Cho nên không phải đền đáp. Ai mà bắt người khác biết ơn mình, cho chị 50 ngàn chị biết ơn tôi nhé, giúp chị 5 triệu chị biết ơn tôi nhé, đấy cũng là cách khua chiêng đánh trống, Chúa không muốn. Chiều hôm nay chúng ta nhắc lại việc tông đồ, việc bác ái là giúp người. Tổ chức nào trên thế gian này cũng làm việc này hết, nhưng mà cái tinh thần là khác. Cha con mình, tôi quý ông bà anh chị em phải làm theo tinh thần của Chúa Giê-xu. Tay trái không biết việc tay phải làm, không mong đền đáp, con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đấy là ba cái nguyên tắc. Cuối cùng, việc bổn phận là việc nào nữa? Để cha kết còn đoạn này nè. Ở trong cái khung gọi là khuôn ngọc thước vàng đây nè. Những gì các con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người khác trước đi. Cha nhắc lại Matthew chương 7 câu 12: những gì các con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho họ trước đi. Chúng con lặp lại với cha câu này. Ai thuộc? Ai thuộc? Con thuộc câu này không? Chưa thuộc thì đọc với cha cho thuộc. Những gì các con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho họ trước. Đọc. Nếu mình muốn người khác làm cho mình thì mình phải làm cho họ trước. Sao giỏi vậy con? Một món quà. Một món quà. Câu này là câu khuôn ngọc thước vàng. Cha nói, nếu như chúng con sống được câu này, chúng con sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Đi tu cũng thành công, mà làm thương mại cũng thành công, làm kinh tế cũng thành công. Chúng con muốn người khác cười với mình ư? Hãy nở nụ cười với họ trước đi. Chúng con muốn người khác nói tốt cho mình ư? Hãy nói tốt cho họ trước đi. Chúng con muốn người khác gọi điện thoại cho chúng con ư? Mình nói buồn quá, ngày nay chẳng ai hỏi thăm. Hãy chủ động hỏi người khác trước đi. Chúng con muốn người khác dẫn mình đi ăn chè ư? Chủ động dẫn nó đi uống nước mía trước đi. Hôm sau nó dẫn đi uống ăn phở cho mà coi. Thành công chắc chắn luôn. Cho nên cái tình yêu này là cái tình yêu đi bước trước. Tình yêu đi bước trước.
trước chúng con ạ. Không phải ta ngoan, ta giỏi, ta đạo đức, ta thánh thiện mà Chúa yêu thương chúng ta đâu. Ngài yêu thương chúng ta ngay từ lúc chúng ta còn là tội nhân. Đấy là cái cảm nghiệm của Thánh Phaolô. Cha con mình, tôi quý ông bà, anh chị em là những tội lỗi mà Chúa đã có dùng tình yêu đi bước trước đấy. Ngài yêu thương chúng ta. Cho nên chiều hôm nay để làm việc lành phúc đức thì phải yêu mến Chúa. Và cái nguyên tắc chung chung là hãy làm những điều gì người mình muốn người khác làm cho mình, mà mình làm trước đấy nghe không? Chứ đừng để người ta cho mình rồi mình mới cho lại. Cục đá ném qua, cục chì ném lại, có qua, có lại mới toại lòng nhau. Thế gian thiếu gì? Cái loại tình yêu đấy thế gian thiếu gì? Còn Chúa Giêsu của chúng ta, hãy làm, hãy chủ động. Chứ không theo cái kiểu mà chúng con có nghe hiểu câu này không nghe. Ai hiểu câu này thì được phần quà nữa nè. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là sao? Câu này chắc không hiểu đâu. Câu này thì nó hơi nho hán chút, nhưng mà nó không bằng Chúa Giêsu đâu. Những gì các con không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. Kỷ sở bất dục, không muốn, vật thi ư nhân thì đừng làm cho người khác. Khổng Tử dạy vậy. Còn Chúa Giêsu khác. Hãy muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho anh này, hãy làm. Cảm ơn con đã nhắc lại câu đấy. Ai chưa thuộc thì viết câu này trong Matthew chương 7 câu 12, để trên bàn học, để trên đầu giường, để trên cabin của xe. Nó như là câu thần chú để làm cho chúng ta trở nên bình an, hạnh phúc, vui tươi và sống dồi dào là thế. Chứ không phải cứ ngồi đấy để người ta đến với mình rồi mình mới đến với người ta. Chúa của chúng ta không vậy. Tình yêu phải đi bước trước là tình yêu đấy. Muốn người khác hạnh phúc, cười với mình cũng phải chủ động để cười với họ. Chiều hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về việc tống đồ là vậy, để chúng ta ở trong tình yêu của Chúa như lòng Chúa mong muốn. Cảm ơn chúng con và cộng đoàn. Kính chúc cộng đoàn và chúng con có một mùa chay thánh thật là bình an, hạnh phúc như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta bắt đầu tiếp tục dâng thánh lễ. Trong phần chuẩn bị của lễ